Xin kính chào quý khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục An toàn thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, Internet đã và đang mang đến vô số lợi ích cho người dùng, từ việc dễ dàng tiếp cận thông tin, kết nối với mọi người, cho đến học hỏi những kiến thức mới. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đáng kể, Internet cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và cạm bẫy, đặc biệt đối với nhóm người dễ bị tổn thương như người cao tuổi. Thời gian gần đây, theo các chuyên gia, người cao tuổi đang trở thành mục tiêu thường xuyên của các đối tượng lừa đảo trực tuyến. Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và phức tạp, khiến người cao tuổi khó nhận biết và dễ dàng rơi vào bẫy. Thì hiện nay thì người cao tuổi là cái đối tượng xác định là đối tượng yếu thế khi tham gia vào cái không gian mạng, rất là cần được tăng cường các cái giải pháp để bảo vệ. Thì chúng ta có thể thấy là mạng xã hội là trở thành một cái không gian mới của những cái người cao tuổi. Tuy nhiên, cùng với các cái cơ hội được liên lạc, kết nối, giao lưu và giải trí, thì không gian mạng này cũng tiềm ẩn những cái nhiều cái rủi ro đối với họ, những cái người cao tuổi. Chính vì những cái nhu cầu đặc thù của người cao tuổi là như là tiếp cận những cái thông tin xã hội, trao đổi, chia sẻ, nói lên cái tiếng nói của mình, vân vân, đều được chiếc điện thoại thông minh smartphone hiện tại giờ đáp ứng thông qua các clip sự kiện, là thông tin chia sẻ như trên là cái Facebook hoặc là Zalo, là những cái bình luận chốt đơn hàng, vân vân. Tuy nhiên, chính các tính năng như đăng ảnh, chia sẻ thông tin, nhắn tin nhóm và gọi video lại khiến người cao tuổi cảm thấy như lạc giữa một rừng thông tin hỗn độn, giữa đúng và sai, tốt và xấu, từ đó chứa đựng nhiều nguy cơ trình trặc. Đây cũng là lý do khiến người cao tuổi dễ trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo. Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, người cao tuổi hiện nay đang là đối tượng dễ bị lừa đảo nhất với nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý và lòng tin của họ. Dưới đây là 15 hình thức lừa đảo phổ biến mà người cao tuổi cần lưu ý. Lừa mua combo du lịch giá rẻ. Kẻ lừa đảo chào bán các gói du lịch giá rẻ bất ngờ, thường kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút người cao tuổi. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, họ sẽ hủy bỏ dịch vụ hoặc không cung cấp dịch vụ như đã cam kết. Lừa đảo qua công nghệ deepfake. Kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo hình ảnh và giọng nói của con cháu người cao tuổi đang ở xa, sau đó nhờ chuyển tiền để giải quyết việc gấp. Giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng. Kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên các công ty dịch vụ, ngân hàng, viễn thông, liên hệ, thông báo tặng quà, mời tham gia chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng. Sau đó, họ sẽ dụ dỗ người cao tuổi cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để nhận quà. Mời khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí. Kẻ lừa đảo tổ chức các buổi khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí để thu thập thông tin cá nhân của người cao tuổi. Sau đó, họ sẽ sử dụng thông tin này để lừa đảo hoặc bán cho các công ty quảng cáo. Lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi. Kẻ lừa đảo nhắn tin hoặc gọi điện thoại giả mạo cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, thông báo người cao tuổi vi phạm pháp luật hoặc có vấn đề về tài khoản ngân hàng. Sau đó, họ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản hoặc chuyển tiền để xử lý vi phạm. Lừa đảo bán hàng online. Kẻ lừa đảo đăng bán các sản phẩm giá rẻ bất ngờ trên mạng xã hội hoặc các trang web thương mại điện tử. Sau đó, người cao tuổi đặt mua, họ sẽ yêu cầu thanh toán trước nhưng không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng. Lừa đảo đầu tư. Kẻ lừa đảo chào mời các dự án đầu tư sinh lời cao nhưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi. Giả mạo người thân gặp nạn. Kẻ lừa đảo gọi điện thoại hoặc nhắn tin giả mạo con cháu, người thân của người cao tuổi gặp nạn cần tiền gấp để lo chi phí chữa trị. Bắt cóc trẻ em. Kẻ lừa đảo giả vờ bắt cóc con cháu của người cao tuổi và yêu cầu tiền chuộc. Lừa đảo đổi tiền. Kẻ lừa đảo đánh lừa người cao tuổi đổi tiền giả lấy tiền thật. Lừa đảo bán đồ cũ. Kẻ lừa đảo mua đồ cũ của người cao tuổi với giá rẻ hoặc đánh lừa họ bán đồ giá trị với giá rẻ. Lừa đảo rút tiền ATM. Kẻ lừa đảo lợi dụng sơ hở của người cao tuổi để đánh cắp thẻ ATM hoặc mật khẩu ATM và rút tiền trái phép. Lừa đảo qua bưu kiện. Kẻ lừa đảo gửi bưu kiện giả mạo chứa bom hoặc chất nguy hiểm để đe dọa người cao tuổi chuyển tiền. Lừa đảo từ thiện. Kẻ lừa đảo mạo danh các tổ chức từ thiện để kêu gọi người cao tuổi ủng hộ. Một trong những mục tiêu tội phạm mạng đang tập trung hướng tới chính là người cao tuổi.
những người có nhu cầu sử dụng Internet và tiếp xúc với mạng xã hội ngày càng nhiều. Điều này dẫn đến nguy cơ người lớn tuổi dễ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo qua mạng đang ngày một trở nên tinh vi. Ở cái nhóm đối tượng mà độ tuổi và từng cái nhóm đối tượng thì cái từng độ tuổi thì cái kẻ xấu có thể là thực hiện những cái hình thức dẫn dụ cái khác nhau, thủ đoạn chung là để lấy lòng tin, đánh cắp cái thông tin của người dùng, sau đó là chiếm đoạt cái tài sản. Đối với người cao tuổi là đối tượng hạn chế về cái khả năng tiếp cận những cái thông tin cảnh báo, dễ bị thuyết phục, dọa dẫm, cũng như là trong khi đó thì cái nguồn tài chính của cái người cao tuổi thì cũng có tích góp sau một cái thời gian mà chúng ta đã cực lực lao động để mà dưỡng già hay là cái gì đó, thì chúng ta sẽ có một cái số tiền tích góp gọi là để mà có dư, cho nên là một số đối tượng cũng sẽ nhầm vào những số tiền này để mà lừa đảo. Bên cạnh việc bảo vệ người cao tuổi trên mạng, pháp luật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe và trừng trị các hành vi lừa đảo. Bộ luật hình sự quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các mức phạt nghiêm minh đối với những kẻ xâm hại lợi ích của người cao tuổi. Việc sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, nhất là đối với người già yếu, dễ bị lừa gạt, sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của các cái hành vi lừa đảo mà người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có thể là sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ nhất là về xử phạt hành chính của các hành vi lừa đảo là căn cứ theo cái khoản 1 điều 15 của nghị định 144 năm 2021 của chính phủ, thì quy định là từ phạt tiền từ 2 triệu đồng cho đến 3 triệu đồng đối với cái hành vi dùng thủ đoạn gian dối hoặc là bỏ trốn để chiếm đoạt cái tài sản, hoặc là đến cái thời điểm trả lại tài sản cho cái người cho vay hoặc là mượn thuê tài sản của người khác, hoặc nhận được tài sản của người khác bằng cái hình thức là hợp đồng mặc dù là có điều kiện khả năng nhưng mà cố tình không trả, thì đó là cái mức xử phạt vi phạm hành chính, có thể là bị phạt tiền từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng. Ngoài ra thì nếu mà tùy theo mức độ thì như tôi đã nói là có thể bị xử lý hình sự cho cái hành vi lừa đảo. Thì căn cứ theo điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 là quy định về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau. Thứ nhất là cái người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá là từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, các văn bản pháp luật khác như luật giao dịch điện tử, luật an ninh mạng cũng có những quy định nhằm bảo vệ người tiêu dùng, trong đó có người cao tuổi. Khi tham gia các hoạt động trực tuyến, việc thực thi pháp luật hiệu quả kết hợp với nâng cao nhận thức của người cao tuổi và sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần tạo môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho người cao tuổi, giúp họ yên tâm sử dụng Internet và tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại. Những người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương khi sử dụng Internet do ít hiểu biết về công nghệ và thiếu kinh nghiệm trong việc phòng chống lừa đảo. Do đó, họ cần được bảo vệ đặc biệt khi tham gia không gian mạng. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người cao tuổi trên mạng. Con cháu trong gia đình cần tìm hiểu thói quen sử dụng Internet của người cao tuổi. Việc này giúp bạn nắm được các trang web, ứng dụng thường dùng, từ đó có thể hướng dẫn họ sử dụng an toàn và hiệu quả. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng uy tín, giúp người cao tuổi truy cập thông tin chính xác, hạn chế rủi ro tiềm ẩn từ các trang web, ứng dụng độc hại. Cập nhật các thủ đoạn lừa đảo, chia sẻ cho người cao tuổi biết về các hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng, cách thức hoạt động của kẻ xấu và hướng dẫn họ cách nhận biết và phòng tránh. Khuyến khích sử dụng mật khẩu mạnh và bảo mật thông tin cá nhân, hướng dẫn người cao tuổi đặt mật khẩu mạnh cho các tài khoản trực tuyến và không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ ai. Hỗ trợ cài đặt phần mềm bảo mật, cài đặt phần mềm cũng như tường lửa để bảo vệ thiết bị của người cao tuổi khỏi virus, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác. Khuyến khích giao tiếp cởi mở, tạo môi trường cởi mở cho người cao tuổi có thể chia sẻ những lo lắng, băn khoăn khi sử dụng Internet, từ đó con cháu có thể hỗ trợ kịp thời. Ngoài gia đình, cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người cao tuổi trên mạng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền giáo dục, cung cấp thông tin về an ninh mạng cho người cao tuổi thông qua các kênh truyền thông đại chúng, các buổi tập huấn, hội thảo.
phối hợp với các tổ chức xã hội hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận Internet một cách an toàn và hiệu quả thông qua các chương trình tập huấn, cung cấp thiết bị, nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, phát triển các phần mềm, ứng dụng phối hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng của người cao tuổi, giúp họ dễ dàng truy cập thông tin và bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Triệt phá các đường dây lừa đảo, xác định và chặn các trang web ứng dụng lừa đảo, đồng thời truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh việc sử dụng Internet, việc duy trì lối sống lành mạnh và tham gia các hoạt động cùng con cháu đóng vai trò quan trọng không kém đối với người cao tuổi. Việc kết hợp hài hòa giữa thế giới số và thế giới thực giúp họ có được sự cân bằng trong cuộc sống, từ đó nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời gắn kết tình cảm gia đình. Những thói quen này giúp người cao tuổi phòng ngừa bệnh tật, duy trì sự dẻo dai, đồng thời mang lại tinh thần lạc quan, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tham gia các hoạt động cùng con cháu giúp họ cảm thấy được yêu thương, quan tâm, từ đó có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống. Nhờ vậy, người cao tuổi có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Thưa quý vị, bảo vệ người cao tuổi trên mạng là trách nhiệm chung của gia đình và cộng đồng. Bằng cách chung tay, chúng ta có thể tạo môi trường Internet an toàn và lành mạnh cho người cao tuổi, giúp họ tận dụng tối đa lợi ích của công nghệ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An toàn thông tin kỳ này. Chuyên mục An toàn thông tin được phát sóng lúc 13:30 thứ Năm hàng tuần trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!